Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ review cung đường Nguyễn Hữu Thọ chạy từ quận 7 xuống Nhà Bè có những gì đặc biệt và có những dự án nào. Như trước mặt Phước Sửu là siêu thị Lotte Max quận 7 ha quý anh chị. Siêu thị Lotte Max quận 7 thì nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập, là một siêu thị gọi là sầm uất nhất quận 7 và lượng mua bán rất là nhiều loại mặt hàng sản phẩm. Và đối diện của siêu thị Lotte Max là tất cả các block chung cư của căn hộ Sunrise City, bao gồm Sunrise City South, Sunrise City North Central và Sunrise City View. Phía sau khu Sunrise City là khu dân cư Him Lam với tổng quy mô khoảng 49 hecta. Dọc theo cung đường của Nguyễn Hữu Thọ thì rất là nhiều ngân hàng lớn như ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, rồi rất là nhiều ngân hàng nha quý anh chị. Và mình đi dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ thì hai bên đường Nguyễn Hữu Thọ có một số khu dân cư và trường đại học. Thì phía bên tay phải của Phước Sửu qua cầu Rạch Bàn đó là trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Đại học Tôn Đức Thắng. Phía bên tay trái của Phước Sửu đó là khu dân cư Kim Sơn. Quy mô của khu dân cư Kim Sơn tầm khoảng 20 hecta và có những loại diện tích là 5-20, 10-20. Đây, phía bên tay phải của Phước Sửu là Đại học Cảnh sát Nhân dân và Đại học Tôn Đức Thắng. Nói đến Đại học Tôn Đức Thắng là một trường đại học lọt vào trong 100 top là trường đại học lớn nhất của thế giới và có quy mô rất là khủng và có chất lượng đào tạo lọt vào top 100 của thế giới. Trường được đào tạo rất là nhiều ngành nghề khác nhau, từ kinh tế đến tài chính, rồi ngân hàng, rồi có những về bên điện tử. Đây là cận cảnh trường Đại học Tôn Đức Thắng nha quý anh chị. Một ngôi trường rất là lớn. Phía sau trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm mặt tiền Nguyễn Văn Linh là Đại học RMIT, là một trường đại học rất là lớn tại Việt Nam, học tại Việt Nam nhưng cấp bằng tại nước ngoài ha. Là một trường rất là chuẩn, giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh và có đầu ra rất là chất lượng. Bây giờ thì xe của Phước Sửu di chuyển đến cung đường giao nhau giữa Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Thì con đường này được dự kiến là sẽ có hầm chui. Hầm chui là 3 tầng, 2 tầng hầm và 1 tầng nổi. Rồi bắt đầu là mình vào nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ. Trước mặt của chúng ta là hầm chui Nguyễn Hữu Thọ ha. Hầm chui này thì được nối liền đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Văn Linh, và sẽ có là 2 tầng hầm và 1 tầng nổi. Sau khi cái hầm chui này đưa vào hoạt động thì giúp cho việc kết nối lưu thông rất là dễ dàng và rất là hạn chế cái tình trạng kẹt xe giữa cái nút giao thông quận 7 và Nhà Bè. Trước mặt của Phước Sửu là căn hộ La Vida của chủ đầu tư là Quốc Cường Gia Lai. Và phía bên tay phải là chung cư Kentenot, là chung cư của tập đoàn Tài Nguyên và gần đây thì được đổi tên thành Sentosa do tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư. Dự kiến Novaland sẽ tung ra rất là nhiều căn hộ hạng sang dạng khách sạn 5 sao cao cấp với giá một mét vuông khoảng 100 triệu một mét vuông. Rồi bắt đầu xe mình sẽ vượt qua đường hầm chui Nguyễn Hữu Thọ và sau đó là đến cung đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè. Và dọc theo cung đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè thì
Phú Long là một trong những chủ đầu tư cực kỳ lớn tại Nhà Bè, và Phú Long ví con đường Nguyễn Hữu Thọ như là thành phố rồng, bởi vì dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ gần hơn chục hecta là toàn bộ là tất cả những cái dự án lớn của rất là nhiều cái chủ đầu tư lớn, nên nó là sau này thì rất là đẹp. Hai bên là những dãy shop house cực kỳ đắt giá và kinh doanh sầm uất. Phía trước mặt Phước Sửu là cầu Rạch Bàn ha, cầu Rạch Bàn, và phía bên tay phải là chung cư căn hộ Sentosa do tập đoàn Novaland vận hành và phát triển. Phía bên tay trái là chung cư Sài Gòn Sunrise Riverside của tập đoàn Novaland, tòa nhà Petroga. Phía sau tòa nhà Petroga này là khu dân cư Tân An Huy Trần Thái, là một khu dân cư đã hình thành rất là lâu, đa số ở đây diện tích là biệt thự ven sông. Phía bên tay phải sau Kentenot hay là còn lại gọi là Sentosa thì là căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3. Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3 thì là một căn hộ tầm trung được phát triển bởi tập đoàn Novaland, cho ra rất là nhiều dòng căn hộ mức hạng trung, và hiện tại thì cư dân đã vào ở gần như là full 100%. Đây là chung cư Hưng Phát ha. Phía sau những dãy nhà này là khu dân cư làng đại học, rất là nhiều biệt thự từ 10 x 25, 10 x 30. Và những cái biệt thự này được xây dựng tự do và đã có sổ hồng riêng. Phía bên tay phải của Phước Sửu là chung cư của tập đoàn Phú Long. Phía bên tay phải hơi xa một tí xíu theo bên trong của khu dân cư làng đại học là chung cư Hoàng Anh An Tiến, là một chung cư đã đưa vào hoạt động cách đây khoảng hơn 2 năm và khu dân cư đã có rất là nhiều cư dân vào ở ổn định. Phía bên tay trái là một số chung cư của tập đoàn Phú Long. Hiện tại thì Phú Long đang triển khai dòng căn hộ dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ với mức giá tầm khoảng từ 50 đến 55 triệu một mét vuông. Và phía bên tay phải là chung cư Park Vista, là một chung cư đã ngủ đông cách đây khoảng 2 năm rồi, do tập đoàn MAK làm chủ đầu tư. Và phía bên tay trái của Phước Sửu là chung cư The Dragon, chung cư của tập đoàn Phú Long, chung cư Dragon Hill. Rồi phía bên tay phải của Phước Sửu là gọi là một tổ hợp khu dân cư Celesta City, gồm rất là nhiều căn hộ như căn hộ Celesta, Celesta Rai, Celesta Hay. Và gần đây thì chủ đầu tư Capeland sẽ mở bán với dòng sản phẩm Shop House Celesta Avenue với mức giá tầm khoảng từ là 32 đến 50 tỷ một sản phẩm, đối với diện tích là ngang 7 dài 10, ngang 7 dài 30, hai mặt tiền trước sau, và được thiết kế xây dựng là một trệt hai lầu và sân thượng. Và dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ thì rất là nhiều biệt thự của Phú Long. Phía bên tay trái là những căn biệt thự của Kiến Á đã đưa vào sử dụng rất là lâu rồi, là những dãy shop house ha. Đây là
căn hộ Selecta hay sau hiện tại thì đã được mở bán hoàn thành và đang thẩm định móng. Trước mặt Phước Sửu là khu dân cư gọi là đẳng cấp nhất Nhà Bè, là khu dân cư GS Metro City hay còn gọi là Zyget Nhà Bè. Khu dân cư này 350 hectare được phát triển của chủ đầu tư tập đoàn GS của Hàn Quốc và đợt vừa rồi đã cho ra mắt khoảng hơn 20 hectare với một cái phân khu đầu tiên là Zai River Country One. Khu dân cư này thì rất là nhiều nhà cất nóc rồi nha quý anh chị, nhà gồm nhà phố, biệt thự và shop house. Cảm ơn các bạn đã xem qua cái video về review cung đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận 7 và đến Nhà Bè. Thì để cập nhật nhiều thông tin hơn nữa thì quý anh chị thường xuyên theo dõi kênh của Phước Sửu Realtor để cập nhật nhiều thông tin hơn nữa về tiến độ thi công cũng như là chính sách giá bán và những khu dân cư mới tại Nhà Bè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.